Mừng các bạn đã quay trở lại với Dialong Fitness. Hôm nay chúng ta sẽ bùng cháy, đốt cháy mỡ bụng với 400-500 calorie tập tại nhà chỉ trong vòng 20 phút. 20 phút chúng ta sẽ tập 12 bài tập, chúng ta sẽ tập thành 2 vòng lặp lại. Mỗi bài tập chúng ta sẽ có 30 giây tập và bạn chỉ có 15 giây nghỉ ngắn ngủi thôi. Hãy cố gắng hết sức tập trung để hoàn thành và đốt cháy 400-500 calorie chỉ trong 20 phút. Chuẩn bị vào tập. Go. 30 bắt đầu xoay, hít thở đều trong lúc tập. Đó. Rồi với bài tập này các bạn sẽ giúp các bạn khởi động và các bạn làm nóng cơ thể rất là tốt. Đây là một bài nó rất là nhẹ nhàng, nó vô cùng nhẹ nhàng luôn. Các bạn cứ thoải mái, hít thở đều và tập nhẹ. Đó, rồi. Chỉ cần vậy thôi. Với bài này chỉ cần vậy thôi, không có gì để nói hết trơn á. Cứ đứng hít thở đều là được, đừng để lướt tay. Nói vậy thôi chứ các bạn tập tới khoảng cái thứ 8, thứ 9 mới còn không có còn coi chân lên. Em giữ cả, đúng rồi. Nhanh lên, hít từng hơi, lực mạnh lên. Đếm 10 cái mỗi bên. 8, 9, 10, đổi bên. Nhớ, hít thở đều nha các bạn. Giữ không có còn coi chân lên. Em giữ cả, đúng rồi. Nhanh lên, hít từng hơi, lực mạnh lên. Đếm 10 cái mỗi bên. 8, 9, 10, đổi bên. Nhớ, hít thở đều nha các bạn. Giữ đều nhịp thở. 1, lên thở ra, xuống, lấy đà, hít. Hơi có thể hơi nhúng cái chân sâu xuống một xíu để lấy đà. Đó. 8, 9, 10. Ok, vậy là tốt rồi. Xong cái bài tập này các bạn cố gắng cái mũi chân của các bạn á, các bạn duỗi nhẹ nhàng để làm sao mà cho cái nó khởi động cái phần mũi chân của các bạn nha. Có thể tăng tốc lên một xíu. Đó, tăng tốc lên. Em đếm đủ 30 cái mỗi bên chân thôi nha. Hít thở các bạn. Go. Này các bạn cố gắng cái mũi chân của các bạn á, các bạn duỗi nhẹ nhàng để làm sao mà cho cái nó khởi động cái phần mũi chân của các bạn nha. Có thể tăng tốc lên một xíu. Đó, tăng tốc lên. Em đếm đủ 30 cái mỗi bên chân thôi nha. Hít thở đều trong lúc tập. Những cái bài tập này nó sẽ rất là nhẹ nhàng và dễ giúp các bạn làm quen với việc giảm mỡ toàn thân rất hiệu quả. 5 4 3 2 1 rest time. Em co chân sát vô. Rồi. Dùng hai cái lòng bàn chân ghì vô nhau để nó bám vô xuống sàn ha. Rồi bắt đầu gồng hết sức của cơ bụng, quạt nhanh tay ngồi dậy và cho tạ nó chạm nhau ở đâu. Go. 30 seconds. Em co chân sát vô. Rồi. Dùng hai cái lòng bàn chân ghì vô nhau để nó bám vô xuống sàn ha. Rồi bắt đầu gồng hết sức của cơ bụng, quạt nhanh tay ngồi dậy và cho tạ nó chạm nhau ở phía sau. 15 nè. Seconds quạt, quạt. Quạt một chồng. Tại khi em không có đưa đường thẳng. Khi mà các bạn đưa lên đường thẳng á, cơ bụng nó chịu lực dễ hơn. Các bạn đưa đường vòng, cơ bụng nó chịu lực nó mới khó. 4, 3, 2, 1 rest time. 9 cái, rồi lên, đá chân cao lên. Đó, 5, 6, 7. Ráng lên. Không còn đổ bên đâu. Liên tục, 8, 9, 10. Ráng lên, cao lên. 15 cái mỗi bên chân lượng. 11, 12, nhảy, rồi lên. Đá chân cao lên. Đó, 5, 6, 7. Ráng lên. Không còn đổ bên đâu. Liên tục, 8, 9, 10. Ráng lên, cao lên. 15 cái mỗi bên chân lượng. 11, 12, nhảy cao lên. 13, 14. Nữa đi. Chưa đủ. Rồi, ok. Nhớ nha, giữ đều nhịp hít thở. Tại vì nếu các bạn không giữ đều nhịp hít thở, các bạn sẽ rất nhanh mệt ở những cái bài tập này. Rồi, nhớ. Tay em chống mạnh ra sau vậy nè. Nâng thẳng người lên luôn. Không. Nâng người lên. Rồi bây giờ duỗi cái chân ra. Nâng thẳng chân. Chân đừng chạm đất. Tay em chống mạnh ra sau vậy nè. Nâng thẳng người lên luôn. Không. Nâng người lên. Rồi bây giờ duỗi cái chân ra. Nâng thẳng chân. Chân đừng chạm đất. Cố gắng gồng bụng để chân không chạm đất. Rồi, rớt rồi. Để đó cũng được. Đừng cho nó rớt thêm. 4. Cố gắng. 5. Miếng tạ này nó rất là nhẹ. 6. Nhưng mà nó chỉ cần 3kg thôi là nó đè cái phần cơ bụng của các bạn đó. Rồi, nâng lưng lên. Nâng phần lưng lên nữa. Rồi, thả tay ra. Duỗi hạ chân xuống một xíu. Để tay duỗi đây. Duỗi hết tay ra. Rồi, ok. Rồi, giữ đó. Bắt đầu đếm. 1. Gồng bụng, tập trung. Go. Rồi, nâng lưng lên. Nâng phần lưng lên nữa. Nữa, nâng nữa.
Rồi thả tay ra, duỗi hạ chân xuống một xíu. Để tay duỗi đây, duỗi hết tay ra, duỗi hết tay ra. Rồi ok, rồi giữ đó, bắt đầu đếm 1. Gồng bụng, tập trung, hít thở đều nha. 5 rồi, còn 25 giây nữa. Với bài tập này các bạn phải hết sức tập trung. Cơ bụng của bạn sẽ rất nhanh mỏi. Và bạn phải thật sự bạn tập trung, bạn gồng, bạn giữ rất là tốt. Tập trung, hết sức tập trung, còn 10 giây. Đứng đây. Rồi, đó, không, cái tay đánh mạnh lên, tốc độ nhanh lên. Ừ, đó, giữ nha, đừng có để tay bị rớt nha các bạn. Giữ cái riêng cái vị mà nếu mà các bạn dư khoảng 10 đến 20 kg mỡ mà các bạn đứng đây. Rồi, đó, không, cái tay đánh mạnh lên, tốc độ nhanh lên. Ừ, đó, giữ nha, đừng có để tay bị rớt nha các bạn. Giữ cái riêng cái vị mà nếu mà các bạn dư khoảng 10 đến 20 kg mỡ mà các bạn giữ cái tay của các bạn mà ở trên cao liên tục như vậy á, là cái lực vai và cái lực tay nó cũng phải nâng với một cái mức sức lực rất là tốt và rất là nhiều rồi. Điều đó nên tập luyện thường xuyên, nó đã giúp các bạn đốt mỡ khá mạnh rồi. Tay cao lên, rồi duỗi hết thẳng chân ra, duỗi thẳng chân ra, rồi hạ mũi chân xuống, rồi giữ yên đó, vừa gồng bụng. Ở cái động tác này, cái cơ bụng của các bạn nó phải tham gia rất là nhiều, cơ vai, cơ tay. Tay cao lên, rồi duỗi hết thẳng chân ra, duỗi thẳng chân ra, rồi hạ mũi chân xuống, rồi giữ yên đó, vừa gồng bụng. Ở cái động tác này, cái cơ bụng của các bạn nó phải tham gia rất là nhiều, cơ vai, cơ tay. 15 seconds left. Đùi chân nó vẫn phải tham gia rất là nhiều để giữ thăng bằng. Rồi. 10 seconds 15, left. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, rest time. 6. Chấm của em là ngay cái chỗ em này nè. Rồi, chấm tay đứng lên. Trụ 1. Rồi, xuống, tăng tốc lên. Không. Không, đầu gối không có chạm sàn. Trụ trên mũi chân luôn, trụ chấm của em là ngay cái chỗ em này nè. Rồi chấm tay đứng thẳng lên. Trụ 25 seconds rồi, xuống, tăng tốc lên. Không. Đầu gối không có chạm sàn. Trụ trên mũi chân luôn. Rồi đúng rồi, tiếp tục. 10 seconds left. 2 tới 5 4 3, 2, 1, rest time. 1, không chạm đất, hit. 2, đúng rồi, chính xác. Tiếp. 3, tiếp, cứ tiếp tục. 4, hít thở đều nha các bạn. 5, đúng rồi, ráng lên nữa. 6, go, 30 seconds. Không chạm đất, hit. 2, đúng rồi, chính xác. 25 seconds left. 3, tiếp, cứ tiếp tục. 4, hít thở đều nha các bạn. Left. 5, đúng rồi, ráng lên nữa. 6, 15 seconds left. 7, 8, 10 seconds left. 9, 10, rất tốt. 5, ngừng, 4, hít thở. 3, nhớ 2, kiểm soát 1, cái nhịp thở của rest các bạn time. Đưa thẳng vậy nè, đưa theo hướng vậy nè, đó. Khi tập đưa theo hướng vậy, cái cơ vai và cơ tay của các bạn nó tham gia rất là nhiều. Các bạn có thể nhảy nhanh hoặc các bạn có thể nhảy chậm. Go, 30 seconds. Đưa thẳng vậy nè, đưa theo hướng vậy nè, đó. Khi tập đưa theo hướng vậy, cái cơ vai và cơ tay của các bạn nó tham gia rất là nhiều. Left. Các bạn có thể nhảy nhanh hoặc các bạn có thể nhảy chậm, đều được. 15 nhưng lưu ý left. Là cái mũi chân của các bạn đáp bật nhẹ nhàng trên thảm. Đừng đặt nguyên cái cổ left. Chân của các bạn xuống sàn nha. Rồi, 5 cái như vậy nữa là đủ 20. 4, 3, 2, 1, rest time. Rồi, bắt đầu xoay, hít thở đều trong lúc tập. Đó. Rồi, với bài tập này các bạn sẽ giúp các bạn khởi động và các bạn làm nóng cơ thể rất là tốt. Đây là một bài nó rất là nhẹ nhàng, nó vô cùng nhẹ nhàng luôn. Các bạn cứ thoải mái hít. Go, 30 bắt đầu seconds. Xoay, hít thở đều trong lúc tập. Đó. Rồi, với cái bài tập này các bạn sẽ giúp các bạn left. Khởi động và các bạn làm nóng cơ thể rất là tốt. Đây là một bài nó rất left. Là nhẹ nhàng, nó vô cùng nhẹ nhàng luôn. Các bạn cứ thoải mái hít thở đều và tập. 15 seconds left. Đó. Rồi. Chỉ cần vậy thôi. Với bài này chỉ left. Cần vậy thôi, không có gì để nói hết trơn á. Cứ đứng hít thở đều là được, đừng five, để rớt tay. Four, à, nói three, vậy thôi chứ các bạn tập one, tới khoảng cái thứ 8 thứ 9 không có còn co chân lên. Em giữ cả. Ừ, đúng rồi. Nhanh lên,
hít từng hơi lực mạnh lên, đếm 10 cái mỗi bên, 8 9 10, đổi bên, nhớ hít thở đều nha các bạn. Giờ không có còn coi chân mình, em giữ cả. Ừ đúng rồi, nhanh lên, hít từng hơi lực mạnh lên, đếm 10 cái mỗi bên, 8 9 10, đổi bên, nhớ hít thở đều nha các bạn, giữ đều nhịp thở. 1 lên, thở ra, xuống lấy đà, hít hơi, có thể hơi nhúng cái chân sâu xuống một xíu để lấy đà đó. 8 5 4 3 2 1. Vậy là tốt rồi. Các bài tập này các bạn cố gắng cái mũi chân của các bạn á, các bạn duỗi nhẹ nhàng để làm sao mà cho cái nó khởi động cái phần mũi chân của các bạn nhé. Có thể tăng tốc lên một xíu đó, tăng tốc lên, em đếm đủ 30 cái mỗi bên chân thôi nha. Hít thở các bạn tập này các bạn cố gắng cái mũi chân của các bạn á, các bạn duỗi nhẹ nhàng để làm sao mà cho cái nó khởi động cái phần mũi chân của các bạn nhé. Có thể tăng tốc lên một xíu đó, tăng tốc lên, em đếm đủ 30 cái mỗi bên chân thôi nha. Hít thở đều trong lúc tập đó. Những cái bài tập này nó sẽ rất là nhẹ nhàng và dễ giúp các bạn làm quen với việc giảm mỡ toàn thân rất hiệu quả. 5 4 3 2 1 rest time. Em co chân sát vô, rồi dùng hai cái lòng bàn chân ghì vô nhau để nó bám vô xuống sàn ha. Rồi bắt đầu gồng hết sức của cơ bụng, quạt nhanh tay ngồi dậy và cho tạ nó chạm nhau ở đâu. Em co chân sát vô, rồi dùng hai cái lòng bàn chân ghì vô nhau để nó bám vô xuống sàn ha. Rồi bắt đầu gồng hết sức của cơ bụng, quạt nhanh tay ngồi dậy và cho tạ nó chạm nhau ở phía sau. 15 seconds left. Quạt một chồng. Tại khi em không có đưa đường thẳng, khi mà các bạn đưa lên đường thẳng á, cơ bụng nó chịu lực dễ hơn. Các bạn đưa đường vòng, cơ bụng nó chịu lực nó mới khó. 4 3 2 1 rest time. 9 cái rồi lên, đá chân cao lên. Đó, 5 6 7, ráng lên, không còn đổ bên đâu. Liên tục 8 9 10, ráng lên cao lên. 15 cái mỗi bên chân lượng. 11 12, nhảy rồi lên, đá chân cao lên. Đó, 5 6 7, ráng lên, không còn đổ bên đâu. Liên tục 8 9 10, ráng lên cao lên. 15 cái mỗi bên chân lượng. 11 12, nhảy cao lên. 13 14, nữa đi, chưa đủ. Rồi, ok, nhớ nha, giữ đều nhịp hít thở. Tại vì nếu các bạn không giữ đều nhịp hít thở, các bạn sẽ rất nhanh mệt ở những cái bài tập này. Rest rồi, nhớ tay em chống mạnh ra sau vậy nè, nâng thẳng người lên luôn. Không, nâng người lên. Rồi bây giờ duỗi cái chân ra. Nâng thẳng chân, chân đừng chạm đất. Tay em chống mạnh ra sau vậy nè, nâng thẳng người lên luôn. Không, nâng người lên. Rồi bây giờ duỗi cái chân ra. Nâng thẳng chân, chân đừng chạm đất. Cố gắng gồng bụng để chân không chạm đất. Rồi, rớt rồi. Để đó cũng được. Đừng cho nó rớt thêm nha. 4. Cố gắng. 5. Miếng tạ này nó rất là nhẹ. 6. Nhưng mà nó chỉ cần 3 kg thôi là nó đè cái phần cơ bụng của các bạn đó. Rồi, nâng lưng lên. Nâng phần lưng lên. Nữa. Rồi, thả tay ra. Duỗi hạ chân xuống một xíu. Để tay duỗi đây. Duỗi hết tay ra. Rồi, ok. Rồi, giữ đó. Bắt đầu đếm. 1. Gồng bụng, tập trung. Go. Rồi, nâng lưng lên. Nâng phần lưng lên. Nữa. Rồi, thả tay ra. Duỗi hạ chân xuống một xíu. Để tay duỗi đây. Duỗi hết tay ra. Rồi, ok. Rồi, giữ đó. Bắt đầu đếm. 1. Gồng bụng, tập trung. Hít thở đều nha. 5 rồi, còn 25 giây nữa. Với bài tập này các bạn phải hết sức tập trung. Cơ bụng của bạn sẽ rất nhanh mỏi. Và bạn phải thật sự bạn tập trung, bạn gồng, bạn giữ rất là tốt. Tập trung, hết sức tập trung. Còn 10 giây. Đứng đây. Rồi, đó, không, cái tay đánh mạnh lên. Tốc độ nhanh lên. Ừ, đó. Giữ nha, đừng có để tay bị rớt nha các bạn. Giữ riêng cái việc mà nếu mà các bạn dư khoảng 10 đến 20kg mỡ mà các bạn đứng đây. Rồi, đó, không, cái tay đánh mạnh lên, tốc độ nhanh lên. 25 seconds left. Đó,
giữ nha, đừng có để tay bị rớt nha các bạn. Giữ cái vùng liên cái miệng, mà nếu mà các bạn dư khoảng 10 đến 20 kg mỡ mà các bạn giữ cái tay của các bạn mà ở trên cao liên tục như vậy á, là cái lực vai và cái lực tay nó cũng phải nâng với một cái mức sức lực rất là tốt và rất là nhiều rồi. Điều đó nên tập luyện thường xuyên là giúp các bạn đốt mỡ khá khá phần đó rồi. Lên, tay cao lên, rồi duỗi hết thẳng chân ra, duỗi thẳng chân ra, duỗi thẳng chân ra, rồi hạ mũi chân xuống, rồi giữ yên đó, giữ yên đó, vừa gồng bụng. Ở cái động tác này, cái cơ bụng của các bạn nó phải tham gia rất là nhiều, cơ vai, cơ tay. Go. Tay cao lên. Rồi duỗi hết thẳng chân ra, duỗi thẳng chân ra, duỗi thẳng chân ra, rồi hạ mũi chân xuống, rồi giữ yên đó, vừa gồng bụng. Ở cái động tác này, cái cơ bụng của các bạn nó phải tham gia rất là nhiều, cơ vai, cơ tay, cơ mông đùi chân nó vẫn phải tham gia rất là nhiều để giữ thăng bằng. Rồi. 10 seconds 15, left. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Chống của em là ngay cái chỗ em này nè. Rồi, chống tay lên, chống tay đứng lên, chống tay đứng thẳng lên. Trụ, 1, rồi xuống, tăng tốc lên, không, đầu gối không có chạm sàn. Đầu gối không có chạm sàn. Trụ trên mũi chân luôn, trụ đầu của em là ngay cái chỗ em này nè. Rồi, chống tay đứng lên, chống tay đứng thẳng lên. 25 seconds rồi, left. Xuống, tăng tốc lên, không, đầu gối không có chạm sàn. 20 seconds left. Đầu gối không có chạm sàn. Trụ trên mũi chân luôn, trụ trên mũi chân luôn, trụ trên mũi chân luôn. Trụ trên mũi chân luôn. Rồi, đúng rồi, tiếp tục. Tiếp 10 tục. 10 seconds left. 2 tới 5 3 4 3 2 1 rest 4, time. 1 không chạm đất. Hit. 2, đúng rồi, chính xác. Tiếp. 3, tiếp, cứ tiếp tục. 4, hít thở đều nha các bạn. 5, đúng rồi, ráng lên nữa. 6, go. 30 1, second. Không chạm đất, hít. 2, đúng rồi, chính xác. 25 tiếp. Seconds left. 3, tiếp, cứ tiếp tục. 4, hít thở đều seconds nha các bạn. Left. 5, đúng rồi, ráng lên nữa. 6, 15 tới seconds luôn, cố gắng. Left. 7, 8, 10 seconds left. 9, 10, rất tốt. 5, ngừng, 4, hít thở, 3, nhớ 2, kiểm soát 1, cái nhịp thở rest của các time. Bạn. Đưa thẳng vậy nè, đưa theo hướng vậy nè, đó. Khi tập đưa theo hướng vậy, cái cơ vai và cơ tay của các bạn nó tham gia rất là nhiều. Các bạn có thể nhảy nhanh, hoặc là các bạn có thể nhảy chậm. Go, 30 seconds. Đưa thẳng vậy nè, đưa theo hướng vậy nè, đó. Khi tập đưa theo hướng vậy, cái cơ vai và cơ tay của các bạn nó tham gia rất là nhiều. Left. Các bạn có thể nhảy nhanh, hoặc là các bạn có thể nhảy chậm. Đều được. Nhưng lưu ý là cái mũi chân của các bạn đáp bật nhẹ nhàng trên thảm. Đừng đập nguyên cái mũi chân của các bạn xuống sàn nha. Rồi, 5 cái như vậy nữa là đủ 20. 5, 4, 3, 2, 1, rest time.